Trước tình hình dịch bệnh từng bước được kiểm soát tốt và sự khẩn cầu của các hệ thống karaoke, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị xem xét chấp thuận cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ được mở cửa hoạt động trở lại. Tối ngày 27 tháng 12, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở vừa trình Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại. Trước đó, ngày 24 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao cũng có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đề xuất cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại. Theo đó, ngày 6 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao tiếp nhận đơn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ ẩm thực Eco đề nghị được mở cửa hoạt động lại hệ thống karaoke. Đến ngày 22 tháng 12, Sở tiếp tục nhận được thư khẩn cầu xin được cứu xét cho dịch vụ karaoke của hệ thống Eni hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao nhận thấy tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố từng bước được kiểm soát tốt, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ đều đã đi vào hoạt động các quy định tại Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng chống, chống dịch đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ đảm bảo an toàn phòng chống dịch đã được ban hành. Ngoài ra, theo Sở Văn hóa, Thể thao, số lượng các cơ sở kinh doanh vũ trường trên địa bàn thành phố không nhiều. Theo kết quả khảo sát, đến ngày 20 tháng 3 năm 2020, thành phố có 6 cơ sở, nhưng chỉ có một cơ sở còn hoạt động, chủ yếu phục vụ khách lớn tuổi để tập luyện, khiêu vũ nâng cao sức khỏe để chuẩn bị lộ trình từng bước phục hồi các hoạt động trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Sở Văn hóa Thể thao đề xuất Ban chỉ đạo xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép dịch vụ karaoke vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ được hoạt động trở lại. Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm và hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân, cũng như thúc đẩy các hoạt động phục vụ khách du lịch, từng bước khôi phục nền kinh tế.